Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc vòng loại 8 đội bóng lọt vào vòng chung kết giải Futsal của quốc gia 2020 đã xác định gồm các đội bóng Sahako, Safines, Sanate Khánh Hòa, Kadichan Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc Quảng Nam, Cao Bằng và chủ nhà Hưng Gia Khang, Đắk Lắk. Và ngày hôm nay, 22 tháng 11, các đội bóng bước vào vòng chung kết. Ngày 19 tháng 11, vòng loại giải Futsal Quốc quốc gia 2020 đã khai à, thân mình tấm vé đi tiếp thuộc về Quảng Nam và Cao Bằng. Như vậy, 8 đội bóng tham gia tranh tài ở vòng chung kết sẽ gồm Saco, Savines, Sanatech Khánh Hòa, Kadia Chan, Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc, top 5 tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm 2020. Hai đội vượt qua vòng loại Quảng Nam, Cao Bằng và chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk 8 đội sẽ bốc thăm thành 4 cặp đấu, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận. Các đội thắng sẽ thi đấu bán kết, chung kết để xếp hạng từ 1 đến 4. Các đội thua sẽ thi đấu để xếp hạng từ 5 đến 8. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần. Nếu sau hai hiệp thi đấu chính thức có tỷ số hòa thì sẽ thi đá luân lưu 6 mét để xác định đội thắng. 16 giờ ngày 22 tháng 11, vòng chung kết khai mạc với cặp đấu Hưng Gia Khang Đắk Lắk gặp Quảng Nam. Lễ khai mạc và trận đấu giữa hai đội được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3, VTC8 và kênh DRT của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.